mình, mình chưa có liễu sanh thoát tử được, cho nên mình phân biệt có người, có chúng sanh, có này có kia, phải gọi là chúng sanh tướng. Hôm qua tôi có nói rồi, đấy là cái sự đối lập đấy, chúng sanh tướng. Tại vì mình chưa có liễu sanh thoát tử, tâm của mình vẫn còn phân biệt, vẫn còn chứa nhóm bao nhiêu những phiền não này, kiến tư cái gì, kiến tư phiền não phải không ạ? Rồi trần sa phiền não, vô minh phiền não. Kiến tư phiền não là chấp trước, trần sa phiền não là phân biệt, vô minh phiền não là vọng tưởng, đầy ở trong người này. Cho nên mình thấy có lục đạo luân hồi, có chúng sanh vân vân. Nhưng mà một khi đã trở về với A Di Đà, nhất chân pháp giới rồi, thì không còn lục đạo luân hồi, không còn chúng sanh nữa, mà thuần là nhất chân pháp giới, thường là A Di Đà. Vậy thì khi ta niệm A Di Đà này, tức là niệm mười phương ba đời chư Phật. Đấy, ba đời chư Phật tôi nói rồi, quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật. Đấy, cũng như ở trong Tịnh Tông có mấy cái câu là lễ Phật một lại tội diệt hà sa, quý vị bao giờ nghe chưa? Nghe rồi. Đây, Phật đây tức là mười phương ba đời chư Phật. Những chúng sanh kia cũng Phật kia. Những chúng sanh mà chúng ta đã nợ nần, đã gây cái sự đau khổ cho người ta đó, cũng là Phật đó. Mà khi ta lễ chư Phật, tức là lễ quá khứ hiện tại vị lai Phật, ta lễ tất cả những chúng sanh mà chúng ta đã từng làm đau khổ cho nó, ta lễ tất cả những cái phần oan nghiệp kia, mà chính đó là Phật nữa. Cho nên một lễ như vậy đó, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa như vậy đó, tất cả cái tấm lòng chân thành tha thiết ăn năn sám hối tận ở nơi cái cội nguồn tâm linh của chúng ta đối với chúng sanh muôn loài vạn vật, thì cũng giống như lễ Phật như vậy. Mà lễ như vậy thì tội không diệt hà sa là gì đấy quý vị? Một cái lễ như vậy thì tội của chúng ta mới tiêu được. Đấy, cái tình thương ta trải rộng ra thì cái tội mới diệt được. Cái sự khiêm cung đến cái mức cùng tột như vậy thì làm sao tội không diệt được quý vị? Đấy, quý vị có biết cái cách lễ mà ở quý thầy, các vị tổ, các vị thầy mà ngày xưa người ta lễ đó, người ta lễ hai cái tay người ta úp xuống mặt đất, nghĩa là ngũ thể đầu đĩa đó sát đất luôn, là tượng trưng cho cái gì? Hai cái tay mà ôm xuống cái lòng đất là tượng trưng cho ôm cả cái sơn hà đại địa vào trong lòng của chúng ta. Học cái hạnh của đất. Hạnh của đất là hạnh gì? Hạnh nhẫn nhục, chịu đựng, đùm bọc, thương yêu, tha thứ. Ai khạc, ai nhổ, ai ỉa, ai đái, ai đào, ai cuốc, đất. Đất vẫn nghĩa là bảo bọc, che chở. Đất không nói gì cả. Đấy, cái người tu của chúng ta là học cái hạnh như vậy. Cái hạnh chúng ta là phải như vậy. Là nghĩa làm sao? Ai cười, ai chê, ai khạc, ai nhổ, ai đánh, ai đập, tất cả đều dung dị, đều bao che, đều thương yêu, tha thứ, đều đùm bọc. Chứ gì thấy? Người ta ỉa, người ta đái, người ta khạc, người ta nhổ, người ta đào, người ta cuốc, đất như vậy. Đất vẫn là cái nơi dung dưỡng người ta. Thấy không? Đất nghĩa là vẫn mọc lên những cái đóa hoa để cho đời tươi đẹp. Từ đất vẫn mọc lên những cây lúa, cây gạo, những cây này, cây kia để làm thức ăn, nuôi dưỡng chúng ta. Thấy không? Rồi khi chúng ta bỏ thân này cũng đi vào lòng đất, vân vân. Đấy là cái hạnh bao dung, cái hạnh thương yêu tha thứ.
quên mình vì người. Đấy. Người con của A Di Đà phải học cái hạnh đó. Cho nên khi mà mình, cái tâm của mình, cái thân của mình gieo xuống để mà đảnh lễ mười phương ba đời chư Phật, cái tâm của mình phải bao trùm, bao trùm cả muôn loài vạn vật, bao trùm cả càn khôn vũ trụ. Đấy, đây là tâm lượng của A Di Đà. Đó. Thì A Di Đà là như vậy. Cái tâm của Ngài bao trùm tận thái hư. Chư vị đọc trong 48 lời nguyện thì chư vị thấy. Mà chúng ta là con của A Di Đà, Pháp Tạng Tỳ Kheo, đấy là tiền thân của A Di Đà. Chúng ta là con của A Di Đà, mỗi chúng ta đều là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Chư vị nhớ như vậy. 48 lời đại nguyện của A Di Đà, đấy là tâm pháp mà chúng ta đang thực hành, phải thực hành thì mới đúng là con của A Di Đà chứ quý vị. Đấy. Cho nên không phải là 48 lời nguyện của A Di Đà là của A Di Đà, mặc kệ ổng, còn chúng ta là mặc kệ chúng ta, không phải vậy. Có cái sự liên hệ mật thiết mà. Chị gì thấy không? Nãy như tôi nói đó, những giọt nước đang đông đưa trên kia mà khi rơi xuống đại dương thì giọt nước đó chính là đại dương. Giác hải hư không khởi, ta bà nghiệp lãng lưu. Giác hải là cái biển giác của A Di Đà. Từ cái biển giác này, vũ trụ nhân sanh mới thành hình, chúng ta mới thành hình. Thì cũng từ cái biển giác này mà nảy sinh ra tất cả. Nhược nhân đang bị ngạn, cực là cửu quy châu. Nếu có người nào mà ở trong cái biển sanh tử luân hồi này mà muốn về Tây Phương Cực Lạc, muốn vượt qua khỏi cái biển sanh tử luân hồi này để mà trở về bến giác, thì Tây Phương Cực Lạc có phương tiện để đưa chúng ta đi. Phương tiện gì đây quý vị? Lục Tự Di Đà. Niệm một Phật hiệu A-di-đà Phật, mười phương chư Phật đều niệm với quý vị. Di, ta niệm Di-đà, Di-đà niệm ta. Ta niệm danh của cha ta, cha ta niệm ta, tưởng nhớ đến ta. Nhất định là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Phải không quý vị? Cha con nhất định gặp nhau. Đó. Cho nên niệm một Phật hiệu A-di-đà là niệm cả mười phương chư Phật, không thiếu một vị nào cả. Quý vị đừng có sợ rằng tôi niệm A-di-đà, trước kia tôi thường niệm Dược Sư, bây giờ tôi niệm A-di-đà thì trong lòng nó áy náy quá, chịu không được. Đấy là tạp niệm, đấy là vọng tưởng. Niệm Phật hiệu A Di Đà là bao trùm, viên mãn bao trùm tất cả. Đừng có sợ nha. Đấy. Đấy là cái điểm bất khả tư nghị thứ năm ở trong cái bất khả tư nghị này. Rồi, bữa hôm qua mình cũng có nói mấy cái chỗ mà tín nguyện trì danh, phải không quý vị? Đó. Năm, chỉ dùng tam tư lương, quý vị biết rồi, tín nguyện trì danh, thấy không? Tín nguyện trì danh này rất là giản dị, quý vị theo dõi cái này xong rồi ha, là
tính nguyện trì danh, à, mình chỉ cần cái này thôi, tính nguyện trì danh. Đây, ở trong kinh Di Đà có nói cho chúng ta biết, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, phải không ạ? Ta không thể nào dùng một chút xíu thiện căn, một chút xíu phước đức và một chút xíu nhân duyên để được sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì tiêu chuẩn nào đây quý vị? Tiêu chuẩn nào để được sanh? Đấy. Mình phải đủ tính nguyện, đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên thì mới được sanh, nghe không? Vậy chữ tính đây tức là mình dung bồi cái thiện căn của mình. Nguyện đây chính là phước đức, tạo thành cái phước đức. Còn trì danh đây chích tức là nhân duyên, tạo thành cái duyên để mình được giảng sanh. Rõ ràng, thấy không? Tính nguyện trì danh tức là thiện căn phước đức nhân duyên. Khi ta thực hành đủ cái này, tính nguyện trì danh rồi, thì nó thành tựu được cái thiện căn phước đức nhân duyên cho chúng ta. Đấy là cái điều kiện tiên quyết để được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì cái tính tâm của chúng ta nó sâu xa chừng nào thì cái thiện căn của chúng ta nó cao dày, nó sâu dày chừng đó. Thiện căn tức là cái gì quý vị? Đấy là cái căn lành, cái gốc dung bồi, cái gốc thiện ở trong chúng ta. Đây, tính này đó, này như tôi nói với vị kỳ trước đó, là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính lý, tính sự. Có sáu cái điều ở trong cái chữ tính này, phải không? À, tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính lý, tính sự. Cái này nói nó dài dòng lắm, nhưng mà sơ sơ chút xíu. Tự, tính tự là gì? Tính ở nơi mình. Nơi mình như tôi nói chú quý vị đó, ai cũng có A-di-đà trong này hết, ai cũng có chân như Phật tánh hết. Mà mình có khả năng phát huy cái chân như Phật tánh của mình, và mình có khả năng được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây, nhất định là mình phải tin nha. À, rồi tính tha. Tha là gì? A-di-đà, thế giới Tây Phương Cực Lạc, Thích Ca Mâu Ni dạy cho mình. Đây, tính tha đây là tính, tin lời của Thích Ca Mâu Ni dạy. Tin rằng có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin rằng có A-di-đà Phật đang thuyết pháp ở đó, và tin rằng chắc chắn chúng ta cầu được giảng sanh về đó, thì A-di-đà sẽ tiếp dẫn chúng ta về. Rồi tin nhân, tin quả. Tin nhân là gì? Nhân là chúng ta đang niệm Phật để cầu giảng sanh. Quả là giảng sanh bất thoái thành Phật. Đây, tin nhân, tin quả. Rồi tin lý, tin sự. Lý là gì? Lý đây chính là Tây Phương Cực Lạc, tịnh độ ở nơi tâm của chúng ta. Ta có Phật tánh A-di-đà ở nơi tâm chúng ta đây. Đây là cái lý tuyệt đối. Khi mà chúng ta hoàn thành được cái bài học tiến hóa cuối cùng, tức là đạt được cái chỗ lý nhất tâm bất loạn rồi, thì tận hư không biến pháp giới là Tây Phương Cực Lạc. Tận hư không biến pháp giới là tâm của chúng ta, và đó đồng thời cũng là Cực Lạc. Và A-di-đà của trời đất và A-di-đà ở đây không khác nhau. Đấy là cái lý tuyệt đối. Còn sự là gì? Tất cả đều bắt đầu từ cái sự. Sự tức là niệm Phật.
hành trì đúng những lời của Phật chỉ dạy. Từ cái sự này ta đạt vào cái lý kia. Từ cái sự là cái tương đối này để ta đạt đến cái lý tuyệt đối. Đấy, tính lý, tính sự. Tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính lý, tính sự. Cái lý sự này nó sâu lắm. Thì để chút xíu nữa trong cái một khác thì tôi nói cái đó nha. Thì bây giờ nói tóm lại, thiện căn đây là cái lòng tin của chúng ta. Nếu mà chúng ta phát huy đầy đủ cái đức tin như thế này rồi thì chắc chắn rằng cái thiện căn của chúng ta nó sẽ tăng trưởng và sẽ vững mạnh vô cùng. Đây. Cho nên chứng vị lớn tuổi mà khi mà sắp được giảng sanh á, thì hằng ngày mình trì niệm A Di Đà. Nhưng mà khi trước khi giảng sanh á, thì không phải A Di Đà tới mà một vị Phật nào đó tới, thì xin quý vị đừng có đi theo nha. Chỉ chờ A Di Đà đến. Bởi vì mình niệm Phật, niệm A Di Đà mà đến giờ chót không A Di Đà, không phải A Di Đà đến thì sai rồi. Cái đó là những cái thành phần khác nó giả, không phải là A Di Đà, không phải là vị Phật thiệt đâu. Nhưng mà bổn tôn A Di Đà thì như trong kinh Tịnh Độ đó, không ai được có quyền làm cái điều đó. Thấy không? Thành ra đừng có sợ rằng người ta giả A Di Đà. Có thần hộ pháp, có những vị mà rất là bảo vệ. Thành ra là những cái người mà ma quỷ nào đó mà dám giả A Di Đà là bị trảm liền. Không có dám, họ không dám làm cái điều đó đâu nha. Cho nên quý vị niệm A Di Đà nhất định cái ngày giờ mà chúng ta được A Di Đà tiếp dẫn đó là sẽ có A Di Đà xuất hiện, Quan Âm Thế Chí xuất hiện. Đặc biệt là A Di Đà phải xuất hiện để mà tiếp dẫn chúng ta. Cho dầu A Di Đà không xuất hiện thì Quan Âm cũng biến thành A Di Đà để mà độ chúng ta, để mà tiếp dẫn chúng ta. Quan Âm thì rất gần với chúng ta, bởi vì Ngài với A Di Đà cùng một thể, không khác. Quan Âm Thế Chí với A Di Đà cùng một thể, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có thể thị hiện thành A Di Đà để tiếp dẫn chúng ta. Đó. Thì cái đó là phải là A Di Đà đến mình mới đi nha. Còn những vị Phật khác thì chưa chắc gì là Phật đó đâu. Đó. Thì có thể là mình đi lạc đường nha. Thì mình phải có một cái đức tin kiên định như vậy thì nó mới thành tựu được. Rồi cái nguyện, một cái nguyện lực mà một cái ước nguyện mãnh liệt để muốn di dân về cái quốc độ đó, tức là muốn giảng sanh về cái cõi đó. Cái tiếng ngày xưa người ta gọi là giảng sanh, mà bây giờ mình có thể gọi là di dân, dễ hiểu hơn, phải không? Đấy, không phải chết mà mình di dân đi. Ở cái cõi này chán quá rồi, mệt mỏi quá rồi, khổ cực quá rồi, sanh lão bệnh tử khổ, cái gì cũng khổ quá rồi. Bây giờ mình di dân về ở một cái quốc độ khác, đời sống nó bảnh hơn, tốt hơn. Thì đó là cái ý nghĩa là như vậy. Thì giảng sanh thì thấy người ta cũng thấy sợ, người ta không biết. Nhưng mà di dân đó là đúng. Còn sống mà ra đi, chẳng phải chết đâu. Biết ngày giờ trước, làm đơn làm từ rồi xong rồi, đến ngày khi nào mà immigration đến đó họ approve này kia rồi, đầy đủ rồi, họ gửi cho mình cái giấy báo. Giấy báo tới tức là đấy, biết cho biết ngày giờ đi, thôi sửa soạn đi, sửa soạn máy bay mới biết này kia. Mình trong cái suốt thời gian mình tu đó là mình xem tiền để mua máy bay đó. Thì kể như là được cái công đức đó, tức là có giấy máy bay đấy, thì được A Di Đà chuyển cái hào quang đến lưỡng cực chân quân như thế này, vô trong hào quang đó rồi thì tiếp tục lên đường an toàn, không ai đòi nợ được. Nói như ra phi trường Tân Sơn Nhất rồi, cái là mình muốn đi qua Mỹ rồi, cái mấy người con nợ nó tới đòi nợ này kia, mình ở lại không ấy.
Có Tổng thống Mỹ đứng ra bảo trợ rồi, đừng có lo. Mày thấy không? Rõ ràng như vậy. Cái xứ cái sở của mình nó quá nghèo đi, mà giờ mình muốn di dân qua bên xứ này thì phải trả hết nợ, rồi nợ nặng đây phải trả hết nợ rồi mới đi được. Nhưng mà công Tổng thống tới là được rồi, cái nhóm người này ta đứng là ta bảo trợ, thấy không? Để họ di dân qua xứ của ta làm ăn khấm khá rồi ta về ta trả cho các ngươi, thì người ta chịu liền, phải không? Trả còn trả bằng đô la của Mỹ nữa, còn bảnh hơn tiền tiền của hồ nữa. Tiền của hồ đâu có giá trị, phải không? À, cho nên chư vị thấy rằng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc là có đầy đủ điều kiện, đầy đủ quyền năng, đầy đủ trí tuệ để mà mình trở lại hoàng lai tam giới cứu độ chúng sanh, tức là hoàng lai tam giới để mình trả nợ. Thấy người ta ok liền, người ta đồng ý liền. À, cho nên trong những cái lời nguyện của Phật đó, một cái lời nguyện mà Đức Phật Ngài đưa ra đó thì chấn động cả càn khôn, tất cả chúng sanh muôn loài vạn vật từ vô hình đến hữu hình đều nhận được cái rung động đó. Cho nên khi mà những cái quan nghiệp mà nó có liên hệ đến mình á, khi mà được cái rung động đó rồi đó, thì nó cũng để cho mình là tự tại để mình đi. Đi về rồi mai mốt mình còn nghĩa là trả cho nó còn gấp bao nhiêu lần nữa, phải không? Đưa nó từ sông mê này trở về bờ giác. Đấy là chúng ta hết nghiệp hết nợ. Mà chỉ có giảng sanh rồi mới có thể làm cái đó được. Còn nếu không thì không cách nào chúng ta làm nổi đâu, cái gì. No way, không cách nào làm nổi. Cho nên nhớ điều này, những người tu tịnh độ nên nhớ những cái điều này. Cái nguyện mà giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc phải là cái nguyện mãnh lực, một cái sức mạnh mình mới trở về đó được. Mà nếu cái người mà có cái phước đức rồi, đầy đủ cái nguyện rồi, thì nó tạo thành cái phước đức đó. Tạo thành cái phước đức thì có cái phước đức mới thành tựu được cái chuyện giảng sanh của mình được. Nhưng mà thật ra cái phước đức với cái thiện căn này đôi khi chúng ta không đủ. Như hôm qua chúng tôi có chia sẻ cho quý vị đó, Phật dĩ đại nguyện tác chúng sanh đa thiện căn chi nhân. Phật dùng cái đại nguyện của Ngài khiến cho chúng ta tăng trưởng cái thiện căn bằng cách niệm danh hiệu của Ngài. Niệm danh A-di-đà Phật là nó bao gồm cái đại nguyện của A-di-đà trong đó, thì tự động cho chúng ta thêm cái thiện căn. Rồi dĩ đại hạnh tác chúng sanh đa phước đức chi duyên. Đấy. Đức Phật Ngài dùng cái đại hạnh của Ngài, cái hạnh từ bi, cái hạnh cứu độ vân vân. Đấy, trong 48 lời đại nguyện của Ngài là cái hạnh đó của Ngài. Phật dùng cái đại hạnh đó để mà tạo cái phước đức cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta niệm danh hiệu A-di-đà Phật thì cái phước đức chúng ta dù có ít đi chăng nữa cũng được gia tăng cho đầy đủ điều kiện để mà chúng ta được giảng sanh. Bởi vì cái mục đích của Đức Phật là muốn cho mình được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà bây giờ mình nghèo quá, mình không có thiện căn, không có phước đức đủ, thì Đức Phật Ngài dùng cái đại nguyện của Ngài, dùng cái đại hạnh của Ngài để gia trì cho chúng ta tăng thiện căn, tăng phước đức lên để đủ điều kiện, đủ điểm để chúng ta được giảng sanh. Thấy không? Lo mọi việc cho chúng ta đủ hết. Đấy. Cũng giống như là quý vị di dân từ ở Việt Nam qua đây vậy. Ở đây người ta còn lo vé máy bay cho mình đi nữa. Thấy không? Nó giống vậy đó. Cho nên người tu tịnh độ an nhiên tự tại mà đi, đừng có sợ cái gì cả. Đừng sợ nghiệp lực, đừng sợ bất cứ cái điều gì hết. Đừng nghĩ rằng ô tôi nghiệp chướng nhiều quá, không biết tôi có được không này, cái này. Không, không sao. Miễn là
Từ khi mình bắt đầu phát tâm tu rồi, không tạo những cái điều sai lầm nữa, không tạo nghiệp nữa, chỉ làm điều tốt, làm điều phước thiện, rồi niệm Phật hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì nhất định được giảng sanh. Phật tạo đủ điều kiện để cho mình được giảng sanh mà. Ở cái cõi này, Ngài nói cõi này các con không thể nào thành tựu được, phải di dân về cái đạo tràng của ta thì mới đầy đủ được cái điều kiện để mà chúng ta mới thành tựu được. Đấy, quý vị nên hiểu như vậy. Mà khi nắm vững được cái nguyên lý này thì chắc chắn rằng cái đường đi của chúng ta không khó đâu, rất dễ, rất dễ. Đấy, rồi còn cái nhân duyên. Đấy, mình ở thế gian này đôi khi á, mình tạo không đủ cái duyên lành, tạo không đủ những cái nhân duyên để mà mình được giảng sanh, thì cũng chỉ trong cái Phật hiệu A-di-đà này thì chúng ta cũng đầy đủ cái tạo cho chúng ta thêm một cái nhân duyên. Đó, ta phải đầy đủ nha. Có người á, một Phật hiệu, có bữa